Dũng Audi chào ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Dũng Audi chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe ô tô cũ trên toàn quốc. Và anh chị em nào đang có nhu cầu mua xe ô tô chất lượng cao, giá cả hợp lý, uy tín, mua bán có cam kết thì xin vui lòng liên hệ về số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966. Hoặc anh chị em đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của những mẫu xe mà bên em mang lại cho anh chị em. Ngày hôm nay thì bên em lên sóng cho anh chị em tiếp tục là một cái mẫu xe mới về, một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, rất là mạnh mẽ, bền bỉ, ít hỏng vặt. Và đây là một chiếc Toyota Fortuner sản xuất vào năm 2009. Số tự động, xe trang bị động cơ là 2.7, 2 cầu, máy xăng. Xe chạy cực khỏe, cực kỳ là bốc luôn, chấp hết mọi cung đường, gầm cao máy thoáng, giúp cho mọi người kiểm soát không gian đằng trước xe được tốt hơn, cảm giác lái an toàn hơn. Với lại là xe 7 chỗ thì chúng ta ngồi xe nó sẽ rộng rãi hơn, phục vụ gia đình, thứ đi chơi, đi du lịch, đi off-road các thứ là có thể chở được rất là nhiều người đi cùng, để mà cùng đi du lịch, cùng đi chơi trong một gia đình. Về trang thiết bị công nghệ thì em này trang bị cụm đèn pin siêu sáng và xi nhan thì được tích hợp trên gương, tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Xe trang bị là 4 la răng đúc đa chấu rất là cứng cáp, form dáng thì to cao dài rộng, trang bị động cơ 2.7 rất là mạnh mẽ. Và dòng xe này thì nó mang lại cho anh chị em sự bền bỉ và kinh tế là ít hỏng vặt hơn. Với những anh chị em nào quý trọng thời gian, ưa chuộng thời gian là vàng, thời gian là bạc, thì sở hữu một cái chiếc Fortuner này phục vụ công việc cho các bác là quá chuẩn luôn rồi. Nó cực kỳ là ít hỏng vặt nhá. Với dòng Toyota đây, xe tư nhân biển 29 Hà Nội. Nếu anh chị em nào ở Hà Nội thì có thể liên hệ trực tiếp vào. Để khi mà các bác mua chiếc xe này thì các bác tiết kiệm được rất là nhiều tiền, khi mà cái tiền đổi biển ở thành phố Hà Nội cực kỳ là đắt luôn. Thì chiếc xe này các bác mua về thì tiết kiệm được khoảng cỡ ít nhất là 20 triệu tiền đổi biển. Chúng ta chỉ việc sang tên là xong thôi. Ở đằng sau xe thì cũng được trang bị camera lùi cùng với hai cảm biến lùi phía sau, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra, cũng như là kiểm soát không gian đằng sau xe tốt hơn khi lùi xe. Em đi sang vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của chiếc Toyota Fortuner sản xuất vào năm 2009, số tự động và xe trang bị động cơ là 2.7, hai cầu máy xăng này. Một chiếc xe chạy rất là bền, ít hỏng vặt, rộng rãi thoải mái. Và xe thì có thể phục vụ gia đình với rất là nhiều cung đường khác nhau, khi chúng ta đi xa, đi gần, đi off-road, đi du lịch đều được. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em giao bán với mức giá rất là nhẹ nhàng, giá cả thì phải chăng 375 triệu đồng. Tuy nhiên giá thì vẫn còn có thể thương lượng nhé. Thì chúng ta cứ liên hệ trực tiếp 0855 966 966 để thương lượng về giá cả, là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương anh chị em nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất sau khi mà review cho anh chị em ngoại thất bên ngoài rồi, ở đằng trước, bên phụ, đằng sau và bên lái. Bây giờ em sẽ review luôn vào bên trong nội thất của xe. Ở cái điều đầu tiên thì em này được trang bị về công nghệ thì có ghế điện này. Đấy, ghế thì là ghế điện luôn rồi nhá. Hệ thống gương kính chỉnh điện, có gương kính chỉnh điện. Cái nút này là cái nút khóa cầu visa này. Đấy, khóa cầu visa đây nhá. Và trên vô lăng thì tích hợp một số phím chức năng đây rồi. Em này thì cũng có chức năng đàm thoại rảnh tay khi mà cái màn hình giải trí này nhá, chúng ta kết nối Bluetooth vào đây thì có điện thoại đến, màn hình cảm ứng luôn rồi các bác, nó sẽ hiện luôn ở trên này nhá, hiện luôn cái số gọi đến và cũng có nhận cuộc gọi hay không nhận cuộc gọi, là nút xanh nút đỏ ấy, giống y hệt cái màn hình điện thoại chúng ta ấy. Thì coi như cái đấy nó cũng là cái đàm thoại rảnh tay, các bác cần nghe thì ấn vào đấy, ấn vào chạm vào cái màn hình là được, được chưa? Điều hòa thì trang bị là điều hòa auto này, có điều hòa auto. Camera hành trình được trang bị đầy đủ rồi. Đấy, màn giải trí cam hành trình cho anh chị em nghe nhạc giải trí đi đường, cũng như là ghi lại những cái
cung đường, cái khoảnh khắc đi trên đường. Chân nỉ nguyên bản đã được căng phủ ni lông, giữ cho cái lớp trần rất là mới luôn. Đấy, xe siêu đẹp, với ghế da vẫn còn nguyên zin cho xe. Dòng này thì nó quá là bền rồi, một trong những cái dòng xe nó bền bỉ nhất trên thế giới rồi, rất là bền luôn. Đấy nha. Hàng ghế trước và hàng ghế sau này gọn gàng sạch sẽ nhá, siêu đẹp luôn. Giờ ghế ra zin cho xe, hàng ghế trước hàng ghế sau gọn gàng sạch sẽ. Và phần tắp ly, đây tắp ly vừa lấy cánh trước em quay rồi, đây là tắp ly cánh sau nhá, rất là đẹp, rất là mượt. Đây là những cái trang thiết bị công nghệ rồi, như là nội thất bên trong. Bây giờ bắt đầu đến chất lượng của xe, xem có va chạm va quẹt gì không, đâm đụng tai nạn gì không. Thì đây, đây là cái phần chỉ của cánh sau bên lái này. Đấy, anh chị em chú ý nhá. Dạ. Phần chỉ thì nguyên zin, zin đét luôn nhá, phần chỉ thì zin đét luôn. Lên phần cánh trước này. Ở đây thì chỉ này. Chỉ đây nhá. Chưa, chỉ đây. Ok. Chỉ cũng zin đét luôn rồi. Và ở cái phần bản lề gắn trên cột này, giữa cái khe bản lề với cả cái cột này, thì có nhìn này, keo này, nguyên keo nhá, keo vẫn còn nguyên zin luôn. Ok chưa? Chứng tỏ là cột này quá là đẹp rồi, quá là mượt luôn. Đấy. Rồi chỉ này, keo này còn nguyên zin nguyên bản hết nhá. Dòng Toyota nó rất là chắc xe như vậy. Những cái khe ở trên này thì một số dòng xe nó không có đâu, nhưng mà cái Toyota nó vẫn trang bị cho anh chị em này. Đã bắt bu lông ở đây rồi nhưng nó vẫn phải gắn keo ở đây cho nó chắc nhá. Đây có anh nhìn keo trên cột này, keo cột nguyên zin luôn nhá, zin luôn. Đây nữa này, keo cột nguyên zin, được chưa, nguyên zin nguyên bản. Chứ toàn là nó chưa xảy ra hiện tượng đâm đụng va chạm gì trên cái phần cột giữa này nhá. Đấy, tức là cánh trước và cột nó ok rồi. Hiện tại đây thì em mở luôn cái phần khoang động cơ, nó sẽ review cho anh chị em phần khoang động cơ. Bây giờ trước khi mà đi xuống đằng sau của xe thì em sẽ quay xuống phần chassis khung gầm. Đấy, ở đây thì chiếc này gầm cao rồi, quay đây là các bác nhìn bao quát hết khung gầm rồi. Đấy, các bác nhìn này, Toyota nó bền chưa, quá là bền luôn. Chassis khung gầm không có hiện tượng là han gì luôn. Ốc áp chưa mở khóa nhá, ốc áp thì chưa mở luôn. Chassis khung gầm cứng cáp chắc chắn, không có hiện tượng là han gì mối mọt. Đấy, cũng như là cái vết hàn cắt ghép nối. Còn ở cái cổ xả của bô kia thì là cái chỗ đấy là hơi khí thải, hơi khí thải nó đẩy ra, nó đẩy ra với nhiệt độ ở đấy thì nó cực kỳ là cao rồi. Nên là cái đấy thì chúng ta không thể tính được nhá. Gần như là xe nào cũng như vậy thôi, xe nào cũng như vậy hết. Quan trọng là phần chassis khung gầm này thôi, còn cái cổ xả chúng ta không tính đến. Đấy, các bạn nhìn đây, chassis khung gầm chắc chưa, quá chắc rồi. Dòng này thì còn phải nghĩ gì nữa, dòng này nó rất là bền, về phụ gia đình thì thoải mái. Đấy, đấy, đấy là cái bao quát nhá. Quay bao quát thì chassis khung gầm nó cực kỳ là chắc luôn. Ở đây thì những cái quả lốp thì cũng mới thay cho anh chị em này, lốp mít luôn nhá, lốp rất là dày, lốp mít luôn, lốp rất là dày, đi còn thoải mái. Bây giờ em ra đằng sau xe này, khung gầm rất là đẹp luôn. Ở đằng sau xe thì cái dòng SUV này, chúng ta đi 5 người, muốn mà chở đồ rộng rãi hơn thì gặp, có thể gặp cái hàng ghế đằng sau này lại nhá, gặp hàng ghế đằng sau này lại, thì nó trở thành cái khoang chứa đồ nó rất là rộng luôn, áo hùm và đầy đồ. Đi chơi đi du lịch, thậm chí là gia đình có trẻ nhỏ thì bác làm thêm quả chăn nữa. Nhưng mà đi chơi thì giải cái chăn ở dưới này cho các cháu, nếu mà đi muộn, đi được dài đấy, các cháu mà mệt thì cho các cháu ngủ ở dưới ở khoang này, đi cũng thuận tiện hơn nhá, thuận tiện hơn. Nhưng về độ an toàn thì chúng ta đi bình tĩnh để giữ an toàn cho các cháu, nếu mà cho các cháu ngủ ở đằng sau này. Còn về mặt chất lượng ở đằng sau thì đấy, đây là phần chỉ trong này, phần chỉ trong thôi nhá.
bác chưa quy điện lượng là mở ốc này chưa, hai bên máng nước quá đẹp luôn rồi nhá. Nước quá đẹp luôn rồi, đẹp căng luôn chưa. Sang bên này nữa, form dáng thì nó không có hiện tượng là lệch lạc, về form hay là về dáng nhá. Đây, vừa nãy em quay qua phần sắt siêu gầm rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn từ đằng sau, nhìn hắt lên. Đấy, đây sắt siêu khung gầm nó cũng rất là chắc chắn và cứng cáp nhá, rất là chắc chắn và cứng cáp luôn, siêu đẹp. Đi lên phần thân bên phụ này, thì đầu tiên vẫn là cái phần chỉ đây. Đây là phần chỉ đây nha, chỉ của cái cánh sau bên phụ đây. Các bạn nhìn đây, chỉ nó không, nó nét căng luôn nhá, nét căng luôn, thẳng tắp dọc cái đường chỉ này, thẳng tắp luôn. Đấy, nguyên zin luôn ạ, xe zin đét luôn nhá. Ở đây cái phần keo ở trên bản lề gắn trên cột này. Đấy, các bạn nhìn thấy keo ở giữa cái khe, giữa cái bản lề và cái phần cột trợ nó tiếp xúc ấy, mà tiếp xúc đấy người ta gắn keo thì keo nó vẫn còn nguyên zin theo nhà sản xuất. Bản lề trên rồi, xuống bản lề dưới cho chúng ta xem. Đấy, keo đấy nhá, nhìn nắp nữa sang lên cánh trên thì em sẽ quay lại cho anh xem. Đấy, thì cánh sau này ok này, lên cánh trước này, đây này, đoạn này thì em sẽ quay vào đây, các bác sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đây, keo đấy nhá. Đấy, còn sao Toyota nó bền, nó cẩn thận như thế này mà bắt bu lông rồi nhưng vẫn dán keo đây, nên là xe nó mới bền như vậy nhá. Cột trước là ok rồi, ok chưa. Lên phần cánh trước thì tương tự keo này, tương tự phần keo này. Đấy, rất là chắc chắn, rất là chắc chắn luôn nhá. Quay lên phần chỉ, đây chỉ, đây chỉ, đây anh chị em nhá, chỉ đây. Okay, come on. Chưa? Giờ sẽ đến lượt phần con động cơ. Đấy, sắt xi khung gầm rồi, thân vỏ bên ngoài rồi. Bây giờ thì sẽ là trái tim của con xe đây. Động cơ. Đầu tiên là phần khoang động cơ nó khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu hay là chảy mỡ nhá. Khô ráo luôn. Được chưa? Không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Và máy móc anh chị em nhìn này. Đấy, phần keo nhá, ở góc này sẽ nhìn thấy phần keo dưới kìa. Zin đét luôn nhá. Máy zin luôn ạ. Máy còn nguyên zin luôn nhá. Ta có thể bao lại để xem em cho kỹ hơn, được chưa? Đó, máy móc còn nguyên zin rồi, rất là bền thôi. Chỉ giữ gìn xem một chút là nó ok rồi nhá. Đó, zin đét luôn, được chưa? Bên này nữa, cẩn thận cả bên này nữa này, phần máy móc các thứ này, đây là đoạn dưới này. Các bạn nhìn thấy keo dưới này chưa? Đấy, rất đẹp nhá. Máy còn nguyên zin, được chưa? Máy móc còn nguyên zin nguyên bản. Và máy số là còn nguyên zin rồi anh xem nhá. Và ở đây cái ốc cabo này chưa hiện tượng tháo rỡ và nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian. Ở đây cabo chưa hiện tượng. Mở ốc cabo chỉ này căng đét luôn ở phần chỉ. Yeah. Sẵn cabo bên này, sẵn cabo bên này thì các bác nhìn này, cabo đây này cũng chưa có hiện tượng là mở ốc luôn nhá, chưa có hiện tượng là mở ốc. Nó quay đến phần chỉ này, thấy chưa, ok chưa? Đấy, xe rất là chất lượng luôn.
Và như vậy thì em đã review xong cho toàn thể anh chị em chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao, chất lượng cực kỳ mạnh mẽ, khỏe khoắn, ít hỏng quạt hơn, dành cho những anh chị em nào tiết kiệm thời gian là vàng, thời gian là bạc. Với giá thành là 375 triệu đồng vẫn còn tương đương, anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về chỗ Dũng Hòa Bình nhé. Để sở hữu một chiếc Toyota Fortuner đời 2009, trang bị động cơ là 2.7, máy xăng 2 cầu. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.